MC Đức Bảo được bà xã đồng hành khi đi làm đêm giao thừa. MC Đức Bảo cho biết anh vui vì có bà xã đồng hành ở hậu trường cầu truyền hình trực tiếp Tết Nghĩa là Hy vọng đêm giao thừa. Đức Bảo đảm nhận vai trò MC chương trình Tết Nghĩa là Hy vọng điểm cầu Hồ Gươm Hà Nội phát sóng đêm 30 Tết. Giao thừa năm nay được ở bên người thân yêu nhất. Xung quanh là các anh chị em đồng nghiệp. Trong vòng tay của biển người cùng hòa mình trong không khí đón năm mới là cảm giác ấm áp và ý nghĩa có 102. Nam MC miêu tả về buổi làm việc đặc biệt của mình. Đức Bảo tại điểm cầu truyền hình trước khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Xung quanh anh là hàng nghìn người tập trung ở Hồ Gươm để ngắm nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ sau 2 năm chờ đợi vì Covid-19. Vợ chồng Đức Bảo ôm nhau khi đồng hồ biển giao thừa. Pháo hoa được bắn liên tục trên bầu trời thủ đô. Bà xã Đức Bảo cũng làm biên tập viên truyền hình nên luôn thấu hiểu cho công việc của chồng. Cô thường hỗ trợ anh trong các chương trình, sự kiện quan trọng. Tết Nghĩa là Hy vọng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Thu Phương mang đến ca khúc Mùa Xuân Nho Nhỏ. Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng nói hàng chục năm trước, từ ngày mới đi hát, cô đã mong có ngày được thể hiện Mùa Xuân Nho Nhỏ vì yêu thích giai điệu rộn ràng của ca khúc này. Chính vì vậy, cô nhận lời ngay khi được ban tổ chức mời tham gia chương trình. Các chàng trai của nhóm Âu Club thể hiện ca khúc Lời Tỏ Tình Mùa Xuân theo phong cách trẻ trung, sôi động. Đỗ Hoàng Hiệp kết hợp Tùng Dương trong tiết mục Lý Cây Bông, Mưa Rơi Đậm Chất Rock. Năm qua, Tùng Dương thành công trên nhiều phương diện, trong đó có live show kỷ niệm 20 năm ca hát. Anh nói mình đã có hàng nghìn ý tưởng âm nhạc cho năm mới và tiếp tục sống hết mình với đam mê trong năm 2023. Ca sĩ Nhí Hà Anh và Song Tùng mang đến ca khúc Em Đi Giữa Biển Vàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.